3 bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa đề số 02. Câu số 41 ạ. Các bạn cũng comment đáp án không thầy nhá. Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa? Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit rất đặc nguội? Thì các bạn nhớ cho thầy. Các bạn nhớ thầy gì ạ? Phải ăn crust đúng không? Rồi. Vậy là gì? Nhôm sắt chrome thì bị thụ động. Sắt bị thụ động. C ạ. Câu 42 ạ. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Thế thì tơ nhân tạo thì nó không phải là tơ thiên nhiên nên mình loại được tơ tằm. Tơ nhân tạo là tơ bán tổng hợp và thầy đã nhắc với các em là chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy hai cái thằng tơ bán tổng hợp thôi. Đây là tơ visco và tơ acetate. Vậy nhân tạo không thể là visco. Đúng không? Sorry ạ, nhân tạo chính là visco và acetate đi ạ. À. Cẩn thận bị nhầm nhá. Nhân tạo chính là bán tổng hợp nhá. Ok không? Ok không? Hiểu không ạ? À? Các bạn ơi, các bạn hiểu không? Thầy chưa nghe rõ các bạn nói gì. Các bạn ơi, các bạn có hiểu thầy nói gì không? Rồi, ok. Nghe thấy rồi. Câu 43, thí nghiệm nào sau đây có xảy ra mòn điện hóa học? Thì điều kiện để xảy ra mòn điện hóa học ấy, nó là phải có hai điện cực khác nhau mặt bản chất nhá. Đúng không ạ? Hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Ok chưa? Vậy ở đây nó chỉ có thể là C thôi, bởi vì này, sắt cộng với là đồng 2 cộng thì nó tạo thành là sắt 2 cộng cộng với đồng. Đấy mình sẽ có là hai cực sắt đồng nhá, trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Ok chưa? Xong nhá. 44 ạ. Etin metinamin có công thức cấu tạo là gì? Etin metinamin. Etin là C2H5. Đúng không? Đây amin. Metin là CH3. Đây trọng này này, nhiều bạn bị nhầm câu này lắm. Rất nhiều bạn bị nhầm câu này, lấy đề trên fanpage thầy các em nhá. Có bạn vẫn đang hỏi lấy đề ở đâu ạ? Trời ơi, các bạn ít follow fanpage thầy quá. Follow fanpage thầy nào? Đấy. Etin metinamin có công thức cấu tạo là. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu 45 ạ. Chất nào sau đây là axit béo? Chất nào sau đây là axit béo? Lưu ý nhá, axit béo nhá. Axit béo nó là công thức gì các bạn nhỉ? Các bạn comment đáp án này xem nào. Axit béo ạ. Axit palmitic. Đáp án đúng đáp án B. 46 ạ. Dung dịch chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch BaHCO3 hai lần thu được vừa kết tủa vừa khí thoát ra? Lưu ý là tác dụng với BaHCO3 hai lần nhé. Thì BaHCO3 hai lần nó chỉ có tác dụng H2O4 thôi. Hai này đớp nhau thì tạo thành kết tủa là BaSO4 cộng với khí là khí CO2 cộng H2O. Đáp án đúng đáp án D nhá. Kèm nhá. Đáp án gì? Câu 47. Chất nào sau đây là mềm nước cứng? Ui ôi, câu này dễ ợt. 47 đâu các em? Chất nào sau đây là mềm nước cứng ạ? Chất nào là mềm nước cứng? Ui dễ thế. Mình có hai chất là mềm mọi loại nước cứng, một là Na2CO3 và một là Na3P4. Vậy đáp án đúng ở đây chúng ta là Na2CO3. Đáp án B. Câu 48. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cách dùng khí CO để khử oxit kim loại nhiệt độ cao? CO mà để khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao thì khi và chỉ khi thằng CO nó chỉ khử được oxit của những thằng mà đứng đằng sau thằng nhôm thôi. Nên nhôm bỏ, kali bỏ, magie bỏ, sắt đúng không? Ước được 10 hóa, trời ơi cái niềm mong ước ước làm gì? Đừng ước, mà mình phải biến cái niềm mơ ước của mình thành hiện thực. Có nghĩa là mình phải làm tay, đặt tay vào làm luôn các em ạ. Đặt tay vào làm đi. Được không? Khóa luyện đề của thầy Minh bây giờ chỉ còn có 399.000 thôi. Vào làm đề ngay lên. Ông Minh ơi, soạn 24 đề chất lắm. Rồi, chiến đi ạ. Câu 49. Đây là những cái câu lý thuyết chắc là được trích ra từ cái khóa luyện đề của thầy. Những câu lý thuyết rất là khoai, rất là chất. Câu 49 ạ. Hợp chất này chứa vòng benzen thì nó có tên gọi là gì? Thì nhóm là nhóm benzin. Benzin acetate nhá. Đáp án đúng đáp án C. 50 ạ. Dung dịch chất nào sau đây có pH lớn hơn 7? Thì pH lớn hơn 7, thì pH lớn hơn 7 nó là môi trường kiềm. Đúng không? Trung tính, axit, axit C ạ. 51. Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Khí X là khí X là khí nào các bạn? Các bạn, khí X là khí nào? Khí X là khí nào? Khí X là khi nào? Khí X là khi nào?
Khí gì? CO, đúng không? Đó đúng đáp án D. Câu 52. Chất nào sau đây là oxit lượng tính? 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 Oxit lượng tính nha, lưu ý cho thầy. Gì anh nào thôi? Anh hydroxit. Đấy chưa? C ạ, CR2O3 nhá. Câu 53. Kim loại nào sau đây phản ứng được với FeSO4 và H2O4 đặc muộn? Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4? Sắt thì không thể nào tác dụng với FeSO4 rồi. Đồng cũng không, đúng không? Kẽm và nhôm có, nhưng lưu ý là phản ứng với H2O4 đặc muộn thì nhôm không được, tại vì nhôm nó bị làm sao? Nhôm bị thụ động. Nhôm bị thụ động thì làm sao mà tác dụng được? Đúng không? Anh nhôm bị thụ động thì làm sao mà tác dụng được? Nhá. Vậy này. Ở đây ạ. D. Kẽm tác dụng được với FeSO4 và kẽm tác dụng 24 đặc muội. 54. 54 các bạn chọn đáp án gì ạ? Hợp chất AlOH 3 lần tan được trong dung dịch nào sau đây? Các bạn lưu ý nhá. AlOH 3 lần của chúng ta nó là hydroxit lượng tính. Và cái anh này nó là hydroxit lượng tính thì nó sẽ tan được cả trong thằng axit và tan được cả trong thằng bazơ. Được không? Vậy nó sẽ tan được trong là 55 ạ. Chất nào sau đây là chất lỏng điều kiện thường này? Câu này nhiều đứa bị nhầm. Bạn có nghe đáp án xem nào. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường? Chất nào là chất lỏng ở điều kiện thường? Lý thật kỹ nhé, chất lỏng nhé. Đừng đứa nào chọn saccharose. Saccharose ở điều kiện thường là tinh thể rồi. Thế mình có mọi chất béo thì mình phải tư duy trong đầu này này. Chất béo rắn thì là những cái chất béo mà được tạo từ các gốc axit béo no. Anh này no, anh này no. Vậy triolin là chất lỏng ở điều kiện thường do nó được tạo bởi từ các gốc axit béo không no. 56 á. Phân tử từ trimetinamin có bao nhiêu nguyên tử hydro? Phân tử trimetinamin có bao nhiêu nguyên tử hydro? Trimetinamin CH3 tương đương với nó là C3H9N. Vậy nó có 9 nguyên tử hydro. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 57. Ở điều kiện thích hợp thì kim loại nào sau đây bị clo oxy hóa lên mức dương 3? Dễ ẹt, nhiều đứa đi chọn sắt. Trong đáp án không có sắt. Bình thường nó vẫn là sắt, nhưng ngày hôm nay nó không có sắt thì là anh nào? Natri không được, tạo thành NaCl. Đồng không được, tạo thành CuCl2. Magie không được, vậy nó chỉ có thể là dê nhôm mà thôi. Đấy, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn, các em vào đây ạ. Rất là cảm ơn các em. Câu 58. Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo? Công thức nào của chất béo? Chất béo là trieste của glycerol và các axit béo. Đúng không ạ? Trieste của glycerol và các axit béo. Anh này không phải là axit béo. Anh này là đầu này, đầu không, đầu COO cơ mà không phải. Đúng không? OOC, đây này C17. CO đây mới đúng này. Đáp án đúng đáp án C. Đừng để bị lừa các em nhé. Lừa nhục lắm. Đề 40 câu mà. Thầy soạn đề 40 câu. Chống sai ngu lý thuyết hóa đề 40 câu. Câu 59 ạ. Chất nào sau đây có khả năng tạo phản ứng màu đặc trưng iốt? Mình cứ luyện tập mấy cái câu đơn giản này thôi. Chất nào sau đây có khả năng tạo phản ứng màu với đặc trưng iốt? Phản ứng màu đặc trưng iốt. Thì điều kiện để tạo phản ứng màu đặc trưng iốt thì nó là gì? Tinh bột. Đúng không? C. 60. Số nguyên tử hydro có trong phân tử isoamin acetat. Số nguyên tử hydro mà có trong phân tử isoamin acetat. Isoamin acetat mình vẽ đây nhá. CH3 này. COO này. C này, C này, C này, C này. C này, điền này. H2 này. Đúng không? H2 này. H này. H3 này. H3 này. 3 cộng 2 là 5, 7, 8. 8 cộng 6 là 14. Được không ạ? Vậy là tổng cộng có 14. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé. Rồi câu 61 ạ. 61 đáp án gì các em? 61 bắt đầu hơi hơi khoai khoai. Hơi hơi khoai khoai ở câu số 61 ạ.
cho bốn dung dịch riêng biệt. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại bari tạo thành kết tủa. Thì kim loại bari này vào trong nước thì mình sẽ thu được Ba2 lần. Anh Ba2 lần này cho mình hai cái thằng ion Ba2 cộng và OH trừ. OH trừ tác dụng với sắt 2 cộng tạo thành kết tủa FeOH 2 lần. OH trừ tác dụng với sắt 3 cộng tạo thành kết tủa FeOH 3 lần. Được chưa? OH trừ tác dụng HCl không tạo kết tủa, OH trừ cộng NaOH không tạo kết tủa. Vậy mình chỉ có hai dung dịch phản ứng tạo với tác dụng đối với bari và tạo thành kết tủa thôi. Nên đáp án đúng là đáp án B. Đấy, các bạn đừng bị lé nhé. Mắt lé ở câu này là nhục lắm. Câu 62 ạ. Quặng bauxit thì có công thức vòng là gì? 62 nào. Quặng bauxit thì có công thức vòng là gì? Bauxit. Al2O3 đúng không? Ngậm hai nước C ạ. 63. Để chống ăn mòn cho các chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hóa. Đây này, nhầm nhiều lắm. Toang nhiều lắm. Phương pháp bảo vệ điện hóa là gì? Trong thực tế có thể dùng kim loại nào sao để làm điện cực bảo vệ? Phương pháp bảo vệ điện hóa là hay còn được gọi là phương pháp anode hy sinh. Có nghĩa là sử dụng một kim loại mạnh hơn nhưng mà phải rẻ hơn để bảo vệ kim loại cần bảo vệ. Được chưa? Vậy ở đây chỉ có thể là kẽm. Câu 65. Câu 64. 64 là một cái câu mà nhiều bạn xài. Rất nhiều bạn xài. Trứng cá mà khi ướp với muối thu được món trứng cá muối ở dạng rắn. Cơ sở của phương pháp này là dựa vào tính chất nào của protein? Trứng cá muối thì ăn nhiều đấy. Nhưng mà để biết được cơ sở của nó thì không phải ai cũng biết nhỉ. Dựa vào tính chất nào của protein các em? Đúng rồi. Dựa vào tính đồng tụ nhá. C ạ. Câu 65. Chất nào sau đây tác dụng với H4 loãng lại thu được Fe2O4 3 lần ạ? Chất nào sau đây tác dụng với H4 loãng lại thu được Fe2O4 3 lần? Và quãng thời gian này là một quãng thời gian cực kỳ quan trọng đối với tất cả các bạn và các em. Quãng thời gian này là quãng thời gian mà chúng ta bứt tốc trên cái con đường mà chúng ta học. Việc mà chúng ta, cái con đường chúng ta học trong 12 năm vừa rồi được quyết định bằng cái khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nên thầy rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em phải cố gắng hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa luyện đề, luyện những đề thật chất, luyện những đề thật chuẩn để nâng cao điểm số trong khoảng thời gian ngắn nhất thì có thể inbox cho thầy. Bởi vì hiện tại khóa luyện đề của thầy 24 đề cực chất đang giảm giá chỉ còn có 399.000 nha. Ok ạ. Câu 65 ạ. Chất nào sau đây tác dụng với H4 loãng thu được Fe2O4 3 lần? Thì nó là FeOH 3 lần. Câu 66. Chất nào sau đây không tác dụng được với NaOH loãng? Lưu ý cho thầy từ không nhá. Không tác dụng được với NaOH loãng. Thế mình lưu ý cho thầy này. P2O5 là oxit acid có, CO2 oxit acid có, NO2 oxit acid có, chỉ có CO là oxit trung tính là không. Vì vậy nên không tác dụng với NaOH loãng là CO. 67. Chú ý cho thầy, số phát biểu đúng. Đa số tất cả các bạn và các em đều sợ. Đều sợ những câu nhận định. Không phải chỉ riêng các em đâu, ngày xưa thầy cũng sợ. Nhưng mà các bạn có biết không, thầy chinh phục nỗi sợ hãi bằng cách nào? Bằng cách duy nhất, thầy làm thật nhiều những cái câu này. Chỉ có làm thật nhiều thì mới giúp chúng ta làm đúng được và tăng điểm số được. 67 ạ. Dầu chuối có chứa isoamin acetat đúng. Gluala tác dụng với NaOH tỷ lệ 1:1:1:2 đúng. Glu thì ăn 2 NaOH nhé. Ala ăn 1 nhé. Đúng là thì nó phải là 1:3 chứ. Đúng không? Sai. Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Nước ép quả nho chín thì nó có glucose. Và glucose trắng bạc là điều tất yếu. Xây đúng. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn, khó tan hơn cao su thường, chính xác. Cao su lưu hóa là nó tạo nên các cầu đi sunfua giữa các cái mạch. Được chưa? Thì nó sẽ bền hơn. Do có tính sát trùng, phóc môn được dùng để bảo quản các mẫu động vật. Chính xác. A, C, D, D, D đúng. 4 cái nhận định đúng. À, quá dễ. 68. Chất nào sau đây ngọt hơn đường mía? Úi dồi ôi. Chất nào sau đây ngọt hơn đường mía? Lưu ý thầy nha, ngọt hơn đường mía nha. Đường mía là xác đúng không? Thì fructose mạnh nhất, fructose ngọt nhất, rồi đến xác. Đúng không? Rồi bên glu.
Vậy ngọt hơn là A, fructose 69. 69 ạ. Trùng ngưng hexametylendiamin với axit lipic thu được polymeric ni lông 6,6. Tay này có 6 carbon, anh này có 6 carbon. Được chưa? Vậy X là polymer ni lông 6,6. D luôn. 70. Sau phản ứng kết thúc số kiện nào tạo thành chất kết tủa? Nào 70 nào các em, 70 đáp án gì? Làm cái câu này mới khoai. Các bạn lưu ý cho thầy nhá, HAS vào dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa Cu2S CuS. Kết tủa CuS này không tan trong dung dịch axit mạnh. Được một chặng. Bột đồng là lượng dư sắt 3 cộng thì ở đây đồng cộng với lại sắt 3 cộng thì tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Thằng này dư nên không có kim loại, không có chất kết tủa. CO2 dư vào dung dịch Ba AlO2 thì tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. Cho K3PO4 vào nước cứng tạm thời thì tạo thành kết tủa Ca3PO4 tất cả 2 lần. Cho BaOH 2 lần dư vào AlO2 3 lần thì tạo thành kết tủa BaSO4. Vậy mình có ACGD4 4 thí nghiệm tạo thành chất kết tủa. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B 70. Đáp án B. Câu rất hay. 71 ạ. 71 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Và số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là. Thực hiện các thí nghiệm sau. Và số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường. Các bạn lưu ý nhá. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là NH3 mà vào dung dịch FeCl3 thì tạo thành kết tủa FeOH 3 lần. Đúng, chính xác. COS và HCl như thầy vừa nói, COS thì không tan trong HCl. Cho HCl vào FeNO3 2 lần. Câu này các bạn hay bị lừa nhiều nhất. Trong này mình có H cộng, mình có NO3 trừ, mình có sắt 2 cộng. Vậy chắc cho nó phản ứng với nhau để tạo thành sắt 3 cộng cộng NO cộng H2O. Vậy có xảy ra phản ứng ở điều kiện thường. CO2 và dịch Na2CO3 để tạo thành NaHCO3 luôn. Có sẽ là phản ứng điều kiện thường. NaOH vào nước cứng tạm thời thì tạo thành CaCO3 luôn. Có sẽ là. Vậy ACGD4. Dễ ạ, 46. Quá dễ. 72 nào các em. 72 các bạn chọn đáp án gì ạ? 72 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo thành là 2 muối. Lưu ý có thể là 2 muối nhá. Clo cộng NaCl tạo thành NaCl và NaClO cộng H2O. Bỏ 2 muối. F3O4 và HCl thì thu được FeCl2 và FeCl3. Được. F3O4H4 đặc nóng dư thì chỉ thu được Fe2 SO4 3 lần thôi. Vứt. Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 số mol bằng nhau, phải đặt là 1 đi, đồng là 1 thì Fe2O3 ra được sắt dương 3 là 2. Đúng không? Thì chắc chắn tạo thành đồng dương 2 cộng sắt dương 2. Hòa tan hết. Thế đúng là tạo thành 2 muối Cu và Fe. Vậy số thí nghiệm tạo thành 2 muối là A, B, D, 3 thí nghiệm. C, 3 thí nghiệm. Câu 73. Những câu này rất là kinh khủng đúng không ạ? Số phát biểu đúng là dung dịch phóc môn dùng để bảo quản thực phẩm thịt cá. Không, chẳng ai bao giờ dùng phóc môn để bảo quản cả. Đồng trùng hợp buta 1,3DN với lưu huỳnh thu được cao su buta sai. Đồng trùng hợp thì nó phải đồng trùng hợp buta DN với lại styren, chứ không phải để thu được cao su buta S. Dầu mỡ sau khi rán có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu. Đúng. Trong công nghiệp tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo glucose hồ rán. Đúng. Một mol dipeptide phản ứng tối đa 3 mol HCl, glu có 1 nhóm NH2 ăn 1 HCl, lysine có 2 nhóm NH2 ăn 2 HCl, đúng là 1, 3. Chính xác. CGD, 3 nhận định đúng, B bỏ. Quá xịn. Úi dồi ôi, 74. Các bạn biết không, lúc mà 74 này chỉ cho vào bên trong cái lớp luyện đề của thầy, các bạn hoang mang luôn. Nhưng mà thực ra nó rất là dễ thôi. Sau khi thầy chữa xong thì tất cả các bạn đều tại sao mình ngu ngốc thế nhỉ?
Nhưng mà lúc thi các em, lúc thi chúng ta không thể biết được thế nào một lần, nên là chúng ta mới phải là luyện đề. Hiểu không ạ? Ở đây có cái câu là x1, x2, x3, x4, x5 là các chất khác nhau nhé. Được chưa? X1 này phải có khả năng phản ứng được với CO2. Đây, thì Al2 3 lần không phải tác dụng với CO2, loại nó lần IB luôn. NaLO2, BaLO2 hay NaLO2 thì tác dụng với, có nghĩa muối nó là AlO2 trừ. Tác dụng CO2 chắc chắn tạo thành AlOH 3 lần. Cộng với H4 thì nó thu được Al2 SO4 3 lần. Và cộng với NaOH thì thu được NaAlO2. Các bạn lưu ý đề bài nó là X1, X2, X3, X4, X5 phải khác nhau. X4 là NaLO2, vậy X1 không thể là NaLO2 được. Loại D, loại A, đáp án là C luôn. Xịn luôn. Gieo. Câu 75 ạ. Cho sơ đồ phản ứng sau. Mình nhìn thế này. T chắc chắn là axit. Mà lại tạp chức. Đúng chưa? Y chắc chắn là một natri rồi. Đây là được 2Y cộng Z. Đây là axit nhưng mà lại còn tạp chức với axit để khả năng cao axit và nhóm OH. Anh này C6. Có phải là 2 lần carbon của Y cộng carbon của Z thì bằng 6 không? Mà đây là T là hạt tạp chức. Vậy carbon của T bằng carbon của Y ít nhất phải lớn bằng 2. Kết hợp hàng này suy ra carbon của Y bằng carbon của Z bằng 2. Vậy suy thằng T luôn. COOH OH. Suy thằng Y luôn. C COONA OH. Được chưa? Vậy thằng Z. Thằng Z phải kết nối hai thằng. T tạp chức T rồi. Đúng chưa? Z là ancol đa chức, vậy Z chỉ có thể là C C OH OH. Vậy suy ra x là gì? X là gì? Hai thằng y O6 HO CH2 COO CH2 CH2 OOC CH2 OH hoặc HO CH2 COO C CH2 C sorry, chỗ này là nối với CH2 luôn. Đấy, nối với CH2 luôn. COO CH2 CH2 OH. Đấy. Vậy x có hai công thức tấu tạo thỏa mãn là đúng. Đốt y hoàn toàn. Y đây. Sản phẩm thu được chỉ gồm CO2, N2, CO3 sai, có hiro. Propen điều chế trực tiếp được chất Z. Chất Z đâu? Z đây. Propen không điều chế được trực tiếp được. Nhiệt độ sôi chất T nhỏ hơn chất Z. Sai, T phải lớn hơn. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? 76 ạ. Cho sơ đồ phản ứng sau. NaCl mà điện phân nóng chảy thì mình sẽ thu được natri cộng clo. Được chưa? X cộng Z để tạo thành E và T. X mình chưa biết được chắc chắn nó là natri hay clo. E cộng F. Thế thì khả năng cao X là natri rồi. Natri cộng nước đi. Natri Z là nước tạo thành NaOH cộng hydro. Đây là E. E cộng F để tạo thành G cộng NaCl. E là NaOH rồi. Vậy F chắc chắn phải có Cl. F chắc chắn phải có Cl. Bỏ thằng này. Bỏ thằng này. Đây, đây. G. Thử xem nào. NaOH là E cộng với F là AlCl3. Thì có thể tạo thành AlOH 3 lần cộng với NaCl. Được. Trường hợp số 2,
Trường hợp số 2, E là NaOH nhưng không thể tác dụng được với nước. Đáp án đúng đáp án C. Xịn luôn. Các bạn thấy xịn không? 77 đa số các bạn đều nhìn thấy khó và sợ. Các bạn quan sát nhau làm thầy chinh phục 77 cho các bạn nhìn nhé. Rất dễ thôi. Nghiền nhỏ vào 1000 gram nước ở 100 độ C nhá. Câu này rất là dễ. Nhưng mà đa số các bạn sợ nên các bạn không làm được. Chứ còn thực ra về mặt bản chất nó rất rất dễ luôn. Nó dễ đến không ngờ luôn các em ạ. Cực kỳ dễ dàng luôn. Nào các bạn quan sát vào đây nhá. Mở mắt to ra nhìn nhá. Thật kỹ vào nhá. Ở bước số 1, hòa tan một lượng quặng sinilit được nghiền nhỏ vào 1000mg nước, 1000g nước ở 100 độ C. Lọc bỏ phần không tan, thu được dung dịch bão hòa. Thì vậy ở bước 1 thì 1000g nước mà ở 100 độ C thì được hòa tan. Đây 100 độ C mà chỉ là hòa tan là 100g và 1000g phải nhân lên là khối lượng của NaCl bằng 39,1g và khối lượng của KCl đó bằng 391 nhân với 10 lên mà 566g. Ok chưa? Bước 2, làm lạnh đến 100 độ C 1000g nước mà ở 100 độ C thì hòa tan MnaCl, đề bài cho này không độ C, bằng 356g MkCl 285g. Được không ạ? Thế vậy đề bài nói này, tách ra M1g chất rắn, vậy suy ra M1g chất rắn nó chính bằng này 391. Đây hòa tan là 391 mà bây giờ chỉ còn hòa tan là 356 thôi. 391 trừ 356 cộng với này, ban đầu hòa tan là 566 mà tách ra là còn, mà hòa tan bây giờ còn 285 bằng 391 trừ 356 bằng trừ trừ 35g cộng với 35g này 35g của NaCl. Đây là KCl. 566 trừ 285 bằng 281g. Ok chưa? Đấy, thế mà thế là cộng lại bằng bao nhiêu? Cộng 35 bằng 36. 36g. Thế mình nhìn ở đây 281 sai, M1 281 sai. Ok chưa? Bước 3. Tiếp tục cho M1g chất rắn này, M1g chất rắn này, thế là gồm có này, M1 này, gồm có NaCl này và KCl này. NaCl là 35g, KCl là 281g. Được chưa? Tiếp tục. Vào 100g nước ở 10 độ C thì lưu ý 100g nước ở 10 độ C thì nó chỉ hòa tan được đấy 35,7g NaCl. 35,7g NaCl. Thì mình nhìn thấy nó lớn hơn 35 rồi. Vậy chắc chắn là NaCl bị hòa tan hết. Nên dẫn đến trong M2 không thể còn một lượng nhỏ muối NaCl được. Được chưa? Bởi vì nó hòa tan hết rồi. Ok chưa? Và 32g KCl. Vậy thì KCl ra rồi. Vậy sau bước 2 đã tách được hoàn toàn. Đúng không? Sau bước 2 đã tách được hoàn toàn KCl ra khỏi hỗn hợp. Làm sao được? Sau bước 3 mới tách được. Đây sau bước 2 làm sao đã tách được? Vậy chắc chắn là D. Để xem D đúng không nhá. Giá trị M2 đây. Vậy ở đây mình sẽ có M2 thì chỉ còn có là KCl thôi. 281 trừ đi 32. 281 trừ 32 bằng 249. Dễ chưa? Đáp án đúng đáp án gì? 249. Một câu rất dễ ăn điểm nhá. 32g là đề bài cho này các em này.
Ở 100 g nước đúng không? Thì ở 10 độ C thì nó hòa tan được 35,7 g NaCl và 32 g KCl. Đấy, rất dễ. Và câu này nó mà thi thì rất nhiều bạn không làm được. Đây câu phần thực tế mà. Các bạn chú ý rằng ở bên trong cái khóa tổng ôn của thầy, thầy có một cái chuỗi thực tế rất kinh điển. Liên thu gì luôn. Sang câu tiếp nha, câu 78. Những bạn nào mà muốn học sâu hơn về phần bài tập thực tế thì có thể tìm hiểu khóa tổng ôn của thầy. Khóa tổng ôn của thầy bây giờ chỉ còn 399.000. Câu 78. Cho phép biểu sau. Cho thành phần của xăng sinh học E5 có ethanol, đúng. Khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su tinh tăng lên, đúng. Đun nóng mỡ lợn với dung dịch NaOH thu được xà phòng, đúng. Nhỏ vài giọt iốt vào hồi tinh bột thấy xuất hiện màu xanh tím, đúng. Làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein, đúng. Dung dịch lòng trắng trứng gà có phản ứng màu biểu rê, đúng. Ơ đúng hết. A B C D E F 6 cái. A B C D E F 6 cái. C. Đúng hết. Không, câu thực tế dễ lắm em ạ. Câu thực tế tất cả các bạn mà đã học qua thầy thì đều cảm giác thấy nó dễ. Bởi vì câu thực tế bản chất nó chỉ là toán thôi. Nó không có hóa trong đấy. Câu 79. Phát biểu nói sau đây là đúng. Cao su buna S có tính đàn hồi cao hơn cao su banana N. Đúng luôn. Ô lông bán tổng hợp là sai. Tơ tằm bền là sai. PVC điều chế phản ứng trùng hợp. Ethylene sai. Đây câu thực tế tiếp đây các bạn nhìn nhé. Thực tế này dễ ợt. Butan là một trong hai thành phần chính của khí đốt hóa lỏng. Khi đốt cháy một mol butan, đốt cháy một mol butan tỏa lượng nhiệt tương đây. Để thực hiện việc đun nóng 1 g nước, đây thì ghi rõ này, 1 g nước tăng 1 độ C cần 4,18 joule, được chưa? 2,5 lít nước thì tương đương với 2.500 g nước. Vậy mình có 2.500 g nước mà đây tăng, để bài yêu cầu tăng từ đó 25 đến 100, vậy là 75 độ C thì cần, sorry chỗ này thì ghi lỗi, 4,18 joule chứ. Vậy đây sẽ là 4,18 nhân này 1 lên 2.500, vậy là nhân 2.500 này, 1 độ là lên 75 này, nhân 75 này bằng theo đơn vị joule nhá. 4,18 nhân 2500 nhân 75 bằng 783,750 joule thì chính bằng 783,75 kilojoule. Được chưa? Ok không ạ? Không khoai đâu, dễ lắm. Sao nhá? Hiệu suất sử dụng nhiệt là 60%, vậy suy ra quy thực tế cần sẽ bằng này. 783,75 chia cho 0,6 bằng 783,75 chia 0,6 bằng 1306,25 kilojoule. Mà 1 mol butan thì tỏa ra tương đây. Vậy suy ra số mol của butan cần 1306,25 chia cho 2850 bằng 2850 bằng 0,4583 0,4583 mol. Và tìm khối lượng nhân với mẫu đơn 12 nhân 4 cộng 10 26,58. Đáp án đúng, đáp án C. Làm gì có dễ lụi, câu này dễ ợt. Đây chắc chắn là các bạn chưa từng học khóa tổng ôn của thầy. Các bạn học khóa tổng ôn của thầy, các bạn sẽ thấy rằng câu thực tế rất dễ. Tất cả các bạn đã học khóa tổng ôn của thầy Minh, tham gia khóa luyện đề của thầy Minh và học hoặc là học khóa offline của thầy Minh, không có một bạn nào kêu là thực tế khoai. Đúng không ạ? Nếu các bạn muốn chinh phục câu thực tế, hãy tìm hiểu đến khóa học tổng ôn và khóa luyện đề của thầy. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Bye bye, chào các em, hẹn gặp lại vào những buổi live tiếp theo. Và các bạn chú ý rằng là thầy Minh live stream liên tục để hỗ trợ cho các em trong đề kỳ thi năm nay. Bye bye, chào tạm biệt.